Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hải Châu tổ chức khen thưởng đột xuất đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an quận Hải Châu về thành tích triệt phá thành công 3 điểm buôn bán ma túy trên địa bàn, bắt quả tang 4 đối tượng với hơn 100 viên thuốc lắc và 115 gam ma túy. Theo đó, các trinh sát của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Hải Châu đã bắt quả tang Trương Hoàng Phúc, 29 tuổi, trú tại phường Hòa Hải, quận Hòa Hải Sơn, đang cất giấu 100 viên thuốc lắc và 100 gram ketamine để chuẩn bị giao bán cho một đối tượng. Đặng Công Bình, 21 tuổi, ở Kiệt 421 trên 17 Hoàng Diệu và Đặng Nguyễn Tường Vân, 19 tuổi, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, đang cất giấu 7 viên thuốc lắc cùng 5 gram ma túy khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Hồng Phúc, 34 tuổi, tại phòng 300, khách sạn Ani, số 193 Thanh Thủy, thu giữ hai gói ma túy đá. Với những thành tích trên, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận vừa được Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu đạt tặng thưởng 10 triệu đồng.